Xin chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mình sẽ kể về một những mẫu chuyện về loài chó khiến con người rơi nước mắt. Đợi người chủ ở sân ga vì nhiều năm, nằm bên mộ chủ nhân hay nằm bảo vệ xác bạn là những câu chuyện xúc động về loài vật trung thành này. Chú chó Hachiko đứng đợi chủ nhân ở ga tàu. Hachiko là chú chó giống Akita, sinh năm 1923 tại một trang trại gần thành phố Ode, quận Akita. Chú chó được giáo sư Hidesaburo Ono sống gần nhà ga Shibuya nhận nuôi. Hàng ngày Hachiko đều tới nhà ga tiện chủ nhân đi làm và đón người về. Tuy nhiên, hơn một năm chờ đợi vì giáo sư qua đời và chú chó không hề biết điều đó. Suốt 9 năm, 9 tháng, 15 ngày sau, Hachiko đều đến nhà ga đợi người chủ của mình đến khi chết. Chú chó tiếp theo, Capitan, canh mộ chủ suốt 6 năm, là giống chó săn cừu Đức. Chú chó Capitan là quà sinh nhật của ông Michael Woman, người Argentina, đã tặng Capitan cho con trai ông vào năm 2005. Sau khi ông Michael qua đời năm 2006, Capitan liền bỏ nhà ra đi. Một tuần sau, gia đình Guman tìm thấy chú chó đang ngồi bên cạnh mộ ông Miguel. Kể từ đó, chú chó đau buồn hiếm khi rời khỏi vị trí tại nghĩa trang ở thị trấn Villa Carlos, miền trung Argentina. Chú chó có chủ đến từ Acumoni, nằm lì bên linh cựu chủ vào giữa năm 2016, trận động đất mạnh đến 6,2 độ Richter xảy ra ở miền trung Italy đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 281 người dân. Trong số 34 quan tài được đặt tại thị trấn Ascoli Piceno, có một hình ảnh chú chó nằm lặng lẽ bên một linh cữu khiến nhiều người sững lại. Không có nhiều thông tin về chú chó này, từ việc chủ của nó đến từ Acumoni, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất. Chú chó Haki khiến cả thế giới xúc động. Haki là một chú chó quân đội có mối quan hệ thân thiết với chủ, cũng là huấn luyện viên của nó, John Tomlinson. John Tomlinson là một thành viên đội đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ trong trận chiến tại Afghanistan năm 2011. Anh thiệt mạng khi chiếc trực thăng Chinook chở đội đặc nhiệm bị bắn rơi trong đám tang của người lính này. Hawkey đã đi cùng một người bạn tốt của Tomlinson tên Scott Mitchell đến bục đặt thân thể chủ nhân. Chú chó phát ra một tiếng thở dài và nằm dài trên nền nhà phía trước chiếc quan tài phủ cấp quốc kỳ cho tới khi lệnh truy điệu kết thúc. Hình ảnh này trở nên nổi tiếng, toàn cả thế giới xúc động. Sau đó, chú chó này được một người bạn của Tomlinson nhận nuôi. Chú chó Dorado đã cứu mạng chị khỏi cuộc tấn công tòa tháp đôi năm 2001. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, tòa tháp đôi WTC, Trung tâm Thương mại Thế giới, bị khủng bố khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Một số người may mắn thoát được, trong đó có một kỹ thuật viên máy tính mù làm việc tại tầng 71 của tòa nhà nhờ sự hướng dẫn của chú chó Dorado. Mặc dù khi máy bay đâm vào tòa tháp, người nhân viên này đã cởi xích và lệnh cho Dorado chạy đi. Tuy nhiên, sau vài phút bị dòng người lùa xuống,
chú chó đã quay lại cùng một đồng nghiệp của Nigeria và giúp anh leo xuống 70 tầng, thoát chết khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau đó. Chú chó được đợi 30 phút để chờ cứu chủ dưới lớp băng ở Mỹ, một người đàn ông không rõ danh tính, khoảng 60 tuổi và con chó của mình đi săn vịt trên bờ sông Colorado. Người đàn ông bị ngã xuống lớp băng khi ông ta bước lên để bắt một con vịt. Một thợ săn gần đó chứng kiến vụ việc đã gọi cho cứu hộ 911. Trong thời gian chờ đợi lực lượng cứu hộ đến, con chó vẫn không rời người đàn ông mà đến đó đi tới đi lui, tìm cách tiếp cận chủ nhân, mặc dù ông ta đã liên tục đưa nó đi ra và lo cho sự an toàn của nó. Túc trực bên mộ chủ 14 năm, Bobby có tên đầy đủ là Rodriguez Bobby, theo tên nghĩa trang Ray Kurt. Nơi chú chó này túc trực 14 năm bên cạnh mộ chủ nhân cho đến khi qua đời năm 1872. Câu chuyện cảm động của chú chó này được lan truyền rộng rãi khắp vùng Edinburgh. Người dân địa phương cũng đã dựng một bức tượng Bobby ngay tại nơi chú chó đã đứng trên ngôi mộ của chủ cách đây hơn 130 năm. Chú chó bất chấp nguy hiểm nằm bảo vệ xác bạn trên xa lộ. Bạn chú chó giống Labrador ở Mỹ không may thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông. Chú chó đã khiến nhiều người qua đường cảm động khi bất chấp nguy hiểm bảo vệ xác bạn trên xa lộ. Nhìn thấy cảnh tượng trên, một tài xế đã tìm vật cản báo hiệu cho người đi đường dễ dàng nhìn thấy và tránh chúng. Chú chó của Laufan giống sống cạnh mộ chủ không rời, là một người đàn ông có cuộc sống bình thường, không có gì nổi bật ở Trung Quốc. Tuy nhiên, điều khiến Laufan trở nên nổi tiếng chính là lòng trung thành mà chú chó dành cho ông. Cùng sống với ông nhiều năm trời, và khi ông qua đời ở tuổi 68 vào năm 2011, chú chó này đã bên ông cho đến giây phút cuối cùng. Khi ông được chôn cất tại nghĩa trang làng, chú chó này đã túc trực bên mộ chủ suốt nhiều ngày mà không chịu ăn uống gì. Dân làng sau khi thấy chú chó gầy sơ xác bên mộ chủ đã mang thức ăn đến dụ chú chó về, nhưng nó vẫn cương quyết không rời mộ chủ. Sau đó họ đã xây dựng một nơi trú ẩn cho chú chó ngay bên cạnh mộ Laufan. Đó là những cái mẫu chuyện mà cảm động nhất về lòng trung thành của những chú chó. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, hãy tuyển một em về để bầu bạn và được nô đùa cùng chúng, và cũng có thêm những cái còi báo động. Từ khi mình nuôi Ken và Bông được một tháng, chưa tới một tháng tuổi, đã dứt sữa mẹ, đến nay đã 4 tháng rồi. Nhưng chúng nó thích vui đùa với nhau, cũng đã nhiều lần chích ngừa và tiêm chủng ngừa 6 loại bệnh, cũng như về đường ruột, về xuất huyết đường ruột. Nay bắt đầu phát triển lớn mạnh, khỏe, hay đùa giỡn. Rồi xin chào các bạn, hẹn clip sau nha. Bye bye.